chào mọi người. Chào mọi người. Bữa nay mình đã đi giá vườn khóm, mình đi sáng cua uống khóm. Đi xe cua uống khóm nè mọi người. Bữa nay mình làm món gì hay vậy? Làm cua uống khóm hầm giò heo đãi chị Xui của chị Tư. À, cho ba trải nghiệm cua uống khóm ở miền Tây. Rồi. Mấy cái này sao bữa này người ta buộc dây vậy? Nó bị ngã ra. Sáng bữa này ha. Này. Không nè, bây giờ em thấy khó nè, chứ nếu mà em biết khó rồi. Quá trời bự ta. Dạ, đâm. Thì sao ta? Không biết hả? Này chắc để dưỡng sáo rồi dưỡng. Bây giờ dân ở Vĩnh Long không biết làm khóm. Mình ăn cái giữa trong á hả? Rồi. Cái gần non. Cái non. Cái cùi non. Thấy nó bự chứ ăn không có nhiêu đâu. Con tưởng đâu ăn cái cùi dưới đất chứ. Trời con. Cùi dưới đất dài dài. Dạ. Ăn cái giống như ăn ba cái cua hủ dừa á, cua hủ khóm. Cua khóm thì nó hơi nhẵn nhẵn và ngọt. Hủ dừa cũng ngọt. Cái gì nó cũng hương vị khác. Cái này thấy gì không? Thấy lục quá, nè chắc. Trời ơi, sao bén quá vậy? Đây này tới, nhìn xấu vậy. Này tới dành xe cua hủ khóm nè. Nhìn xấu quá. Tính lần dưới tính dùng tay không góp được hả? Dùng nó dài quá. Rồi cái da này bén quá. Dạ bén quá. Cái da nhìn ớn lạnh, nóng lạnh luôn trời. Cái này dùng cái này cái rửa gì nè. Hai củ, bụi nó được rồi. Đây là giò heo của mình. Nay mình ăn giò heo hầm cua khóm ha. Đó, mình chặt ra, nhìn nè. Chặt khúc khúc ra. Mình lấy cái cây này là gọi là cây không, cây rựa hay cây phạ. Cây ché, ở miền Tây gọi cây ché. Chắc biết miền nào ghi làm sao mình không biết. Cái này là cây dao đó. Đáng lắm, giò này. Đây dựng sao mình làm móng cho nó đó hả? Ừ. Heo. Không nãy giờ nãy hồi rửa lại mọi người. Tướng này bán thịt heo không được rồi Dưỡng Sáu ơi. Không quen. Tướng bán thịt heo phải bậm trợn đồ lên. Bậm ừ, tướng này bán thịt heo hơi hèn. Tướng bao nhiêu Dưỡng Út vậy nè. Có phốt pháp rồi, có thịt có mỡ rồi, bán nó mới giống ông chủ thịt heo ha. Tướng Dưỡng Sáu làm biết gì không? Ngồi dép thư pháp rồi hay gì? Thư pháp. Đeo mắt kiến đen vô coi bói. Làm đó được à. Trời, thịt heo mình ngon quá ta. Cái này heo tơ, heo nái tơ. Mềm hơn còn mềm. Bây giờ mình sẽ cho muối, gừng và hành vô để mình luộc cái giò heo của mình. Heo vô luộc. Cho nó sạch khi bỏ cái nước ngay, rồi nấu nước nó trong. Đôi luôn. Không mang gì thêm. Còn đây là củ hủ khóm của mình lúc nãy mới đi sắn về, mình sẽ gọt lấy củi trong nha. Củ khóm này ăn ngon giống như củ hủ dừa vậy mọi người ơi. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Tại cái trái khóm của mình á, từ đây nó sẽ mọc cho cái trái khóm của mình nè. Xíu. Ủa? Khúc này bỏ hết luôn hả? Thấy gì xíu bỏ. Ủa? Ủa còn alo. Bỏ đó, còn bỏ ủa còn alo. Bỏ cái này còn bỏ nữa đó. Vô chút nữa. Nữa hả? Đi lên. Nó còn gì cứ ngắt thì sao ăn? Tính ăn cái cua khóm cũng gian nan cỡ cua hủ dừa. Con muỗi trời. Ê, sao vô tay. Trời. Cái tí xíu rồi xíu à. Trời. Người ta làm chuyên nghiệp mà mình nghiệp dư nó khác mọi người ơi. Nhìn dao phải bén mới được nha. Ăn cái này là dao bén bởi vậy. Mà nó bén quá thì cũng dễ vô tay. Coi bữa này sẽ sẵn gà trái nè. Thì gà trái nè. Mình ngâm nước gì vậy? Nước muối. À nước muối. Đó.
cho hạt nêm, bột ngọt, muối. Nó mặn giò heo thật là ngon. Đổ vô. Xôi lên sùng sục rồi, bây giờ mình sẽ cho củ hủ khóm của mình vô và hành. Hành này là hành tím nha, đổ hết luôn. Đổ rồi, đổ thơm. Mình cho hành lên nữa. Wow, vậy là mình có một cái nồi chân giò hầm củ hủ khóm. Ngon quá trái luôn ha. Đừng nói là củ hủ dừa. Thì nó củ hủ dừa thiệt rồi đó. Củ hủ cái ngưng lại một ngưng lại một nhịp cái. Dắp là biết rồi. Mời mọi người ăn chân giò heo hầm củ hủ dừa. Khóm khóm. Khóm nó đã khóm rồi. Mời mọi người nha. Mình ăn bún mọi người ạ. Còn đây gia đình ăn cơm. Dạ. Mỗi người ăn gì cũng được. Nhưng mà mình thích ăn bún thì mua bún mình ạ. Muốn ăn gì mình ăn. Ônờn collagen. Mời mọi người ăn chung với mấy chị em nha. Ú. Lỡ người qua nói là anh này lên nữa. Ăn thử rồi. Ăn cái củ khóm rồi đó hả? Ngon. Quá trời ngon. Ngày ăn bún hợp thôi. Người ăn cơm mình ăn bún. Anh sẽ ăn một miếng củ khóm mọi người ạ. Chấm nước mắm ớt. Đây, mắm ớt cho mắm ớt mình đậm đà luôn. Chấm miếng. Ăn cực kỳ luôn. À, cái 약간 씁쓸하네 이 야채가. 뭔 야채 얘기해? 야, 한번. 맛있네. 너무 향. 감기야, 엄마. Mềm á? Mềm, mềm vừa ăn. Chứ em gục có chạy có không ăn. Gục nó nhỏ vừa tới à? Vừa tới vừa ăn nha. Đây, miếng thịt heo này. Mềm là bắp giò nha mọi người. Bắp giò mới ngon nha. Rồi, chấm mắm ớt nè. Cắn một cái nè. Hợp đi cùng. Không có gì cũng tả được. Ngon. Ăn món này mà muốn ốm cũng không được, khó ốm. Càng nhảy càng ủ thêm. Chấm thêm củ khóm. Nước này nó ngon ha. Ý hi chan, ma shi, ha ne. Kia ra ne. Giờ heo hầm này đúng bài luôn rồi. Ngon. Đúng rồi. Củ khóm nó đâu có mềm mà ấy như nói nè. Ngon là luôn. Thật thịt. Thịt miếng bắp gần này. Chân giò này là chân giò. Ok á. Ăn đi. Bà xin nè. Bà xin em mấy cái này xa nè. Ngon hết à. Mẹ chồng con khen ngon. Mẹ chồng con khoái ăn chân giò heo đó. Không, chân giò ngon mà. Thì à, nói chung ăn là ít ngán hơn cái thịt. Khi đi ăn hủ tiếu mà tôi cái phần giò. Người ta ăn thì không thật, tôi cho phần giò đi. Ngon lắm. Món này giò heo kho cũng ngon. Dạ. Mẹ tôi dám ăn dạ. Không? Được chị xui à. Mẹ tôi dám cặp chân giò heo. Yo. Dám. Yo. Nước miếng. Cảm ơn mẹ. Mềm mà đâu có cho đâu. Mềm mà. Ngon lắm đây. Mềm. Sá tăng sốt sốt. Sá tăng sốt sốt. Mà xin à. Bây giờ con cố hỏi gì ngon quá ta. Cảm ơn tụi. Nước mía nè mẹ. À nước mía này hả? Uống gì nữa rồi.
Nè, cạp đi mẹ, mẹ dám cạp không? Dám nè, giò heo nè. Mẹ ba không mẹ mẹ má. Xin lỗi kìa. Ông mới đi gửi một xin chào xe á. Chứ có gì có. Nè, con hỏi mẹ chồng con biết cái đó là gì không? Không có. Chắc không biết. Bà nói là gì vậy bà? Trời ơi, lá chuối á. Mẹ con hỏi lá chuối hả? À nhé. Mất con. Pineapple nè. Để thí dụ như dễ hiểu sinh động thì tôi đã bưng nguyên cái khớp ra đây. Cho mẹ chồng tôi coi biết đây là cái khớp. Ok, nấu rồi món này nè. Để xịt tôi lên tí, dưỡng Úc xịt tôi lên tí. Đó, rồi đó, cái khớp của mình. Giống như cao hơn tí bù bù nè. À, chứ bù tôi ra bù bù nè. Thà chắc là bớt đi của chỗ cố mà nắm mà xung gì rồi. Mấy là gai gốc rồi chứ ăn. Gai gì đó chứ ăn ngon lắm. Đó, rồi đã hiểu rồi, dùm năng tiếp đi. Yêu yêu xin mà nào là phải nếp của chúng ta. Ê, để tôi chồng đi ra cái khớp nè. Đúng rồi, chồng cái trái, chồng cái trái. Như tôi làm gì Hàn Quốc chồng đi. Làm gì Hàn Quốc chồng. Hàn Quốc chồng. Sao? Học mà có mà mấy cái dụng cụ dễ hiểu không? Hình ảnh minh họa dễ hiểu không? Nói dễ biết. Đúng rồi. Học mà có hình ảnh minh họa dễ hiểu không? Muốn nói gì thì đem nguyên bụi đó, đem nguyên cái đó ra hả? Học như học tiếng Anh vậy đó. Đúng rồi. Mình nói con này con kia hay là cái bàn này kia mình đó. Chị. Tiếng Việt mình cũng vậy vậy. Thôi còn học mà học cái gì quá. Cũng đi học bác họ sĩ. Họ nó bỏ cái gì mà học như vậy thì không hiểu rồi sợ tiền tượng chân cái gì không. Bác sĩ thì đem bác sĩ ra. Nè. Đem ông bác sĩ ngồi đó. Sĩ ngồi chích đó. Đó. Bác sĩ thì người ta vẽ. Vẽ hình bác sĩ. Vẽ hình cơ thể con người á. Ừ. Thay nói phải làm gì nữa. Đem ra bác sĩ thì ngồi. Vui mà nè. Cái đó, vẽ gì nó nào? Pineapple. Pineapple nào muốn được, cái đó, vẽ gì nó nào? Cái nó chắc, sắc ra, còn cái này mà hỏi sao mà bỏ cái đó với nó, cái củ hủ khóm với lại chân giò nấu chung vị. Ngon. Ngon. Ngọt. Ngọt. Đây là chị. Chua, cũng quên chua nó, cô mà thích xài ạ. Mình giờ cần sắp xuống nó mà nè. Nè, mẹ cầm con khen ngon. Mẹ ăn khen ngon là mẹ biết lý do tại sao rồi đó. Ở bên đây ăn vậy đó rồi chị xui em. À. Nó gà cái nước củ hủ khóm á. Nó ngọt ngọt mà nó nhẵn nhẵn cực ngon. Chú có gì chù hấp hả mẹ là chài tớt. Chài tớt quá đi. Chài tớt cũng ngọt. Chài tớt chù hấp. Chài tớt quá. Chù hấp. Chù hấp. Chù hấp bị mắt tại mình ổng xí kìa. Chài tớt chù hấp. Chị xui ăn này ngon dữ. Chù hấp bị mắt tại mình. Ngon dữ. Chài tớt chù hấp. Mấy này im lắm. Nó bùi bùi, nó ngọt. Hắn người tụi mình sẽ bị cháo ra thì mạnh lên chói bị cơ chân để ghi mạnh lên cho hai cái móng nè. Hai móng này đi mới giữ. Tối rồi hai móng là loại thịt bây giờ đã luôn. Ờ. Mày nghe đây hàng không? Tưởng đâu loại làm gì. Tưởng đâu loại gồm hay gì. Không, không. Ủa đây không đi bắt cá nữa hả Dương không? Đi. Đi. Mình tiêu hôm sớm đi. Đêm hôm, ban đêm đó thì đường bắt ra, mình chờ cắt lúa mình bắt được. Mò mà ra cắt lúa trống mà mò được. Lúa trống ngoài. Ban đêm là phải đi mò ngọt thiệt. Ban đêm là phải mò. Mò theo đường nước á. Nó đi ban đêm ra ban ngày mà. Đi ban ngày mà. Chốc dẫn mẹ đi nhăn lưới đồ nè. Đi không? Đi. Ăn cơm xong rồi mình đi cắt lúa chị Sư ơi. Ở bên em. Tới một giờ. Sao hồi nãy giờ ngủ về. Đi. Cưng ý mà bồ. Ý mà bồ. Ủa đi kì ế. Đi cắt lúa à? Mà nè ý thả trả được cơ. Là bèo xóa khai cơ à. Nè. Ôn nè nè. Ôn nè ổ hô về. Chẳng cần âm mà nè cử. Hát ạ cử xóa. Bèo. Hát học sĩ chân à. Đã được phía đồ gà ra qua. Chẳng cần cài lè á. Để ý tăng lại mà chút kinh dạ. Âm mà nè hát học sĩ tăng lên sợ. Anh hát hỏi bây trả. Nè hát học sĩ bằng cài qua. Ý cứ thế là muốn tăng tuổi. Trả ngại nhiều. Cắt lúa trả ngại nhiều. Trả bằng bên hàng. Cắt nhiều cho lấy nhiều đi. Cắt nhiều lấy nhiều. Lúa ở đây là cắt công là cắt tay công 700-800 triệu gì đó. À vậy tôi nói rồi chúng ta nát được một quá cả trận. Đi mua vàng thì mua bà để tao không có tiền cho lấy lúa. Thôi rồi lấy lúa làm gì hàng quá. Cắt nhiều lấy nhiều. Ừ. Ông mới đem xuống hết năng ăn cơm cái xe à. Anh, nãy nó xí gần hẳn lẹ.
파악 하는 만큼 하면 안 되고 시간당 한 시간에 얼마 이래. 어머님 당 어머님 그 뼈 가져가요. 아 그럼 못 가겠나. 야 한 그램 무이 한 것 được cái tiền nhận đi nhiều trả nhiều. Nhờ các gọi bán giờ ghe giờ ra nhiều trả nhiều. Cái này trả trước cho nên đây rồi. Ốt tôm nên đã. Hãy chụp kìa. Ốt. Ai kiểm tra cái ốt đâu thế. Anh đây ở kìa. Có bao tay, bao tay có thể sờ bao tay rồi bao giới gì đó là mà chị chị mà đòi bằng công 700 ngàn tiền hàng chắc ruộng này đưa chị không đủ không ở đây con 700 mà đòi 700 tiền hàng thì có như là hết trơn rồi đâu còn đâu hết luôn đó là anh biết bún chưa mấy xin tiền mình trả đó chứ sao rồi làm việc nào tiền hàng nói bằng 50 ngàn tiền hàng đi 50 ngàn tiền hàng cũng nhiều 50 ngàn tiền hàng là nó nè chồng con nó phải ăn cơm nhiều lên mới được. Ừ, ăn không nhiều có sức nhiều mới có sức khỏe. Gì vậy mẹ? Mẹ chồng con nói là ăn cơm nhiều mới được rồi. Nhiều khi bắt đi cắt lúa, sợ quá ăn cơm nhiều. Nói là ăn đi bún chưa à? Mẹ con nói không cắt lúa cũng mấy chục năm rồi đó. Anh 10 năm, nó mình để 30 năm nó mình để. Không 30 năm. Ở Hàn Quốc cũng có làm ruộng mà. Lấy trái mà. Mấy lần, mấy ruộng chỗ nông thôn á. Hồi đó thì chắc cũng cắt bằng tay. Đúng rồi. Cứ nó chưa được tài hơn ta. Nhưng mà cho dù 30 năm không cắt lúa nhưng mà vẫn cắt ngon nha. Như bữa tao trả lại coi. Mẹ cứ nói là mẹ cắt giỏi hơn con rồi. Con đâu dám so với mẹ. Con là cóc con rồi. Tiên mà đó giờ chưa cắt lúa ngày nào luôn á. Lúa cắt quẹt, đâu có cắt được. À, nhà ông nó vui cái máy xin này hết rồi, tao mới nên nát rồi là có cái, có lấy ra nào cho em mì nữa nè. Trời ơi, tôi nói sao bữa nay làm món ngon đã tôi ăn cái hàng chị chiều đẩy tôi ra cắt lúa. Không có gì đâu. Giờ tôi mới biết. Biết vậy đừng ăn nữa. Gì chứ cái là. Giờ. Bắt tôi làm hàng chị cho tôi ăn món ngon dữ. Giàu à. Giàu hết. Bye bye bye. Rồi bye. Vừa nè cái món không? Cục này. Cục cục này nữa. Nước ngọt quá. Hầm mình giòi hay mà không ngọt thừa. Cái nước ngon hơn cái thịt đó. Ngọt. Ngọt. Món này bắt mà. Món này bắt rồi. Ăn cái này nghỉ. Ăn hồi bị bắt à sao? Ăn hồi bị bắt đi cắt lúa. Món này bắt. Ăn cái này nghỉ. Ăn cái này nghỉ khỏi vậy rồi, khỏi bị bắt. Tao tưởng tao đi bắt đi cắt lúa ai ngờ nó bị bắt. Ăn cái chén này bắt mà. Chào cái nước cái ngọt. Ngọt lắm mà, từ xương luôn. Heo rồi. Hả, củ hủ khô. Từ xưa chan nước này vô đây nồng chui ăn ngon lắm. Ông ấy cũng mua cái xe không à? Ừ. 한국에 옛날에 과하고 국물만 네가 한번 따가 태어났어. 근데 이 국물은 애기 낳은 사람은 뭐야? 우리 안 묻힌다. 그거 막 이거 막 이거 막. 여기도 애기 낳는 사람 이거랑 어. 파랑 파파야 꼭 끓여 먹어요. 그럼 뭐 저것도 엄청 많이 나와요. 그래. 아버님 어디 거? 파뿌리 한국에. 그럼 그럼 그래. 해서 엄마 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 chứ ở bà làm việc có hú khóm này bà ta có ăn hú khóm đúng rồi bà không có biết như bà người ta đâu khóm được nhưng mà có cái điểm chung là người ta cũng ăn giò heo hầm nhưng bên ta có nhiều sữa còn bên mình thì giò heo hầm đu đủ xanh đu đủ rồi cục cải gót rồi đó
cắt thôi. Mà ăn phải có tiêu là mới vô mới có nhiều sữa. Củ khóm này trong nước Việt Nam mình đây có người ta chưa có ăn nữa. Trời, giác dĩ gì mà xui ăn hết luôn. Không phải là người ta không biết ăn. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like, comment, đăng ký kênh Dũng Quân TV và trang Facebook làm đi kiểu Tiên. Để mọi người. Bye bye mọi người.